á, rủi cây người ta. Hôm nay á, anh có một chuyện quan trọng nói với em. Thì anh nói đi. Em hết hộp Dương Minh á. Em có đồng ý lấy anh làm vợ không? Đang cầu hôn đi đâu vậy? Lúc đó là em muốn đi về luôn á. Em muốn xem lại là bạn trai mình giới tính thế nào luôn á. Anh cầu hôn em, anh kêu em có đồng ý lấy anh làm vợ không? Thì tại thời lúc đó trai mới lớn cầu hôn bối rối nhớ gì đâu. Nhờ mấy người thiệt tình vậy tôi mới lấy làm chồng đó. Vậy có nhiều trai cũng cần thấy được cái bản chất hiền lành dễ thương của anh phải không? Ừ. Mà nè, công nhận nha, lâu lâu hai chồng mình đi thăm nóng tình cảm thì thấy lãng mạn. Từ lúc mà đẻ của Hoàng Anh ra xong hai vợ chồng mình không có một không gian riêng tư nào luôn. Mà hên là hôm nay gửi cho ông bà nội. Mà nè, anh thấy cái quán cà phê kỷ niệm ngày nào á, công nhận nha, bao nhiêu năm rồi nó cũng vậy, không thay đổi gì hết không ha. Hôm nay em đi có vui không? Cái gì? Đi ôn là kỷ niệm với tôi mà không vui là sao? Em hả? À rồi tôi biết rồi ha. Sao bao năm ở với tôi giờ chán tôi không có thấy vui miếng nào đúng không? Trời ơi, anh nói cái gì vậy? Không có, anh nhìn giùm em đi. Nhìn gì? Ở đằng kia có phải là chú Út không? À đúng rồi, chú Út á. Trời ơi công nhận á, vợ chồng chú cũng lãng mạn ghê không ha. Trời ơi cũng bắt chước vợ chồng mình nè, cái gửi con bên nhà ông bà nè, rồi xong hẹn hò thăm nóng tình cảm nè. Không có. Cái gì không có? Chú Út thì đúng rồi đúng không? Ờ. Nhưng mà cái người ngồi bên cạnh chú Út á, không phải là Thím Út. À đúng rồi, cái cô này trẻ và đẹp hơn Thím Út nè. Chết rồi anh ơi. Cái gì? Chú Út con mèo đúng không? Ủa thì nuôi mèo nuôi chó là chuyện bình thường, có gì đâu em la làng cái gì. Ý em không phải là con mèo con chó, mà vậy? Ý em nói là bồ nhí á. Trời ơi đúng rồi. Nếu mà là đồng nghiệp á thì không có vụ mà nắm tay nắm chân rồi bẹo má vuốt má đựng má ở đâu, đúng rồi. Dạ đâu em. Có bồ nhí thiệt rồi. Giờ tính sao? Thôi kệ người ta đi. Hay quá ha, em biết rồi nè, cái này là binh vực nhau nè, hả, thông đồng với nhau nè. Anh thấy như vậy mà anh không nói là anh nha, anh với chú Út mà có chuyện gì nữa đúng không? Trời ơi, nói cái gì, bây giờ là chuyện riêng tư người ta là sao mình can thiệp không được? Trời ơi, sao không can thiệp được, mà đâu phải chú Út là người xa lạ đâu, là em của anh đó chứ bộ. Anh nha, biết chuyện mà anh không nói làm sao anh về anh nhìn mặt Thím Út, anh nhìn mặt mấy đứa nhỏ hả? Chứ giờ anh tính sao? Em nghĩ bây giờ mình phải... Trời ơi chú nghĩ sao vậy? Còn cái cô này nữa, cô là hồ ly tinh nha, cô nghĩ sao mà cô đi cướp là người có chồng có con rồi mà cô. Thấy chưa? Mọi người thấy đi, thấy không? Cái nhỏ này đi cướp chồng tôi, thấy chưa? Ở lâu cướp chồng tôi. Cướp chồng em tôi nè, đó. Cô làm sao coi được nha Dương, người ta có vợ có con hết rồi. Em lên công an đi, em công an giải quyết. Giờ mày giải quyết đây đi. Thôi. Anh thấy cách này không có được đâu. Như vậy đó là xâm phạm đời sống cá nhân của người ta. Rồi lỡ mà chú Út xấu hổ trước mặt hai vợ chồng mình thì rồi hai gia đình đó mất nhau cái tình cảm thân thiết mấy lâu nay rồi sao? Không được, đổi cách khác đi. Cách gì vậy? Hay là vậy nè. Alo anh nghe nè. Thím Út. Trời ơi, ngay bây giờ á, Thím bỏ hết công chuyện đi, Thím chạy ra cái quán cà phê Kiều Tím liền, ngay lập tức luôn. Không, chút em không có qua được, tại em phải đi chợ nấu cơm cho thằng Tí rồi. Làm cái gì hả, không có đánh đổi cà phê đâu ha. Chú Út ở ngoài đây nè, chú Út ngồi có bồ nhí ở đây nè, ra đây bắt bỏ tan. Cái gì? Ông đang ngoại tình ngồi quán cà phê Kiều Tím hả? Ừ, thì trời đất ơi, nhanh nghe chưa. Trời ơi, anh nghĩ sao anh nói với tôi là anh đi làm mà ra đây em hẹn hò với con này vậy hả? Mày là ai? Mày có chồng có con nhưng mà mày giật chồng người ta hả mày? Mà thôi, anh thấy cái này cũng không được. Bây giờ nha, bắt tại trận, có hai chồng mà làm chứng nữa. Như vậy thì Thím Út không có tha thứ chú Út được. Rồi biết đâu, lỡ hai chồng nó về ly dị luôn sao? Rồi tội nghiệp mấy đứa nhỏ nữa. Với lại em để ý coi, anh thấy là chú Út vẫn còn thương Thím Út lắm. Đúng không? Nếu mà lỡ về cái chuyện này mà hai chồng ta ly dị nhau á, tụi mình cũng cắn rứt lương tâm nữa. Nhưng mà mình thấy như vậy á, mà mình coi như không thấy thì cũng không có được nữa. Em nói với anh biết nha, cây kim trong bọc giấu lâu ngày nó cũng lòi ra thôi à. Bây giờ Thím Út không biết đi, sau này Thím Út biết thôi, Thím Út cũng ù buồn hơn nữa. Thôi giờ anh tính vậy đi. Bây giờ mình cứ án binh bất động đi, xem như là mình chưa có thấy chuyện này nha.
Rồi sau đó tối nay á, anh rủ chú Út đi nhậu. Rồi sau đó anh sẽ nói cái chuyện mà vợ chồng mình đã phát hiện cái chuyện làm sai trái của chú Út. Mình nói là bây giờ là chú Út không có chấm dứt cái chuyện mà lăng nhăng ở ngoài đi á, thì lỡ mà thím Út mà có biết được á, thì vợ chồng thì ly dị, gia đình tan nát, rồi con cái mất bố mất mẹ. Nếu mà chú mà còn thương vợ thương con á, thì chú sẽ suy nghĩ lại thôi. Em thấy cách này là tốt nhất từ nãy tới giờ luôn á. Anh mới coi chừng nó nha chưa? Anh có làm gì sai đâu coi chừng. Cái gì mà tự nhiên phản ứng vậy? Ý em nói cẩn thận là ăn tiếng nói của anh á, coi chừng lòi ra cái chuyện này đúng không? Là ảnh hưởng gia đình của người ta. Anh thấy em coi chừng mới đúng không? Em nhiều chuyện hơn anh chứ bộ. Anh có dám nói em nhiều chuyện không á? Chơi thôi. Mà hả, từ nãy tới giờ tự nhiên gì cái chuyện này á, mất hết cả tiếng đồng hồ thời gian hâm nóng tình yêu của em luôn á, mất hết thời gian rồi nè. Thì anh thấy cũng nóng lắm chứ bộ. Thôi đi về. Chưa kêu nước mà đi về. Trời ơi, giờ ngồi đây mấy người đó phát hiện ra là chết nữa. Đi về.